giá khả năng tích tụ kim loại nặng của thực vật ven sông Vàm Thật, thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất ứng dụng xử lý kim loại nặng trong đất và nước. Như những hình ảnh các bạn đã thấy, để thực hiện nghiên cứu đề tài, mình đã tiến hành khảo sát thực địa để thu mẫu đất, nước, thực vật ở ven sông, mang về và tiến hành nghiên cứu tại phòng thí nghiệm. Các mẫu đã được xử lý và đo đạc để cho ra những số liệu là cơ sở để thực hiện được mục tiêu đề tài. Đã qua hơn 3 tháng thực hiện và dưới sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, thì mình rất vui khi được tham gia vào vòng chung kết của giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2022. Và qua video này, mình muốn lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học với các bạn. Chúc các bạn thành công. Và mình là Trần Thị Vững. Xin chào tất cả mọi người.